Hello các bạn, mình là Huy và đây là thú vui nuôi thính cảnh của mình. Video này mình sẽ giới thiệu và review một số thành kiến do thính tay mình làm ra. Đầu tiên là thành kiến có khả năng ghép nhiều Nest và Hour bằng 500. Phiên bản đầu tiên mình đã làm Nest bằng thạch cao. Phần cấp ấm nằm ở bên dưới, hơi nước sẽ bay lên trên thông qua phần lưới. Sau một thời gian nuôi thì mình thấy thạch cao hút ấm rất mạnh, bề mặt thạch cao thường dễ tụ nước. Vì vậy, Nest thạch cao sẽ phù hợp để nuôi các loại kiến thiết độ ấm cao. Để có thể nuôi loại kiến cần độ ấm thấp hơn và muốn thử nghiệm xem xi măng có thể làm thành kiến không, nên mình đã làm một phiên bản Nest bằng xi măng. Thành kiến này mình đang nuôi Camponotus Barius. Đàn kiến phát triển khá nhanh nên mình đã ghép nối thêm Nest và Hour. Xi măng hút ấm kém hơn thạch cao nên nó phù hợp để nuôi các loại kiến cần ít độ ấm. Nhược điểm của xi măng là chúng khá nặng và cứng. Vì thế các bạn sẽ ít khi thấy các shop bán thành kiến bằng xi măng. Thế nhưng mình nghĩ xi măng cũng là vật liệu tốt để có thể làm tổ kiến. Cụ thể là đàn kiến này của mình đã nuôi được hơn 4 tháng và chúng phát triển khá tốt. Sau phiên bản Nest thạch cao và xi măng thì mình đã thử làm phiên bản Nest bằng Itom. Itom là một loại vật liệu mới. Nó rất nhẹ và có khả năng hút và giữ ấm rất tốt. Bề mặt Itom không bị tụ nước như thạch cao. Nest Itom phù hợp để nuôi các loại kiến cần độ ấm vừa phải. Các bạn có thể tìm thấy rất nhiều thành kiến có Nest bằng Itom ở trên các trang thương mại điện tử. Itom chính là loại vật liệu mà nhiều người lựa chọn để nuôi kiến nhất. Sau loạt thành kiến có khả năng ghép nối thì mình đã làm mẫu thành đính có Nest theo cấu trúc kiểu hoàn động. Phía dưới cùng thành kiến cũng có phần chứa nước để cấp ấm cho Nest. Business cũng là bằng thạch cao nên thành kiến này phù hợp để nuôi các loại kiến cần độ ấm cao. Thành kiến này cũng có khả năng ghép nối các bạn nhé. Đây cũng là mẫu thành đính nhưng thay vì làm Nest bằng thạch cao thì mình đã sử dụng đất để cho kiến tự đào hang. Thành kiến này mình đang nuôi Rufus. Nest sử dụng đất có ưu điểm là môi trường giống tự nhiên nhất nên kiến rất thích. Nhược điểm của đất là chúng ta không thể quan sát toàn bộ hoạt động của đàn kiến. Cần thiết trùng đất trước khi nuôi để hạn chế ký sinh trong đất. Mẫu thành đính này mình cũng có làm một phiên bản Nest bằng Itom. Theo như mình thấy thì làm thành kiến bằng Itom rất mất thời gian. Mình sẽ cần phải cưa tắt Itom khít với phần mica, sau đó sử dụng khoan để đục thành cấu trúc mình mong muốn. Và đây là thành kiến kiếm mini được nhiều bạn yêu chuộng nhất. Thành kiến này cũng có Nest bằng Itom. Khi dùng để dựng kiến chúa xe Microsoft hoặc có thể nuôi đàn kiến nhỏ hoặc đàn có số lượng kiến thờ ít. Đây là mẫu thành kiến nhỏ nhất của mình. Các bạn có thấy nó dễ thương không ạ? Rất nhiều bạn hỏi mình thành kiến này, thế nhưng hiện tại mình chưa có thời gian làm tiếp. Và tiếp theo là bộ đôi thành kiến có Nest bằng ống nghiệm. Có hai mẫu là thằng nằm và thằng đứng. Thành kiến này phù hợp để nuôi các đàn kiến có số lượng kiến thờ từ 10 đến 50 kiến thờ. Nest bằng ống nghiệm có ưu điểm là độ ấm thường ổn định và cũng dễ quan sát đàn kiến. Tùy vào sở thích của bạn hoặc loại kiến bạn nuôi, bạn có thể cho đất mềm vào thành kiến hoặc không. Mình khá thích đất nên thường thành kiến nào mình cũng sử dụng đất để trang trí. Đất này mình đã xử lý tiệt trùng bằng cách nhung nóng và sử dụng lưới để lọc lại. Hai mẫu thành kiến này đã được mình sử dụng để nuôi nhiều đàn kiến và mình thấy nó rất ổn định. Khi đàn kiến phát triển với số lượng đông hơn, mình sẽ chuyển chúng sang thành kiến lớn hơn. Và cuối cùng là mẫu thành kiến đang được mình yêu thích nhất, đó là thành kiến có Nest bằng đất. Sau một thời gian nuôi kiến thì mình nhận thấy rằng để nuôi đàn kiến có sức khỏe tốt thì chúng ta cần tạo ra môi trường càng giống với tự nhiên càng tốt. Thành kiến này mình đã làm chiều dài lớn hơn các thành kiến khác để đàn kiến có không gian đi dạo và kiếm ăn. Ngoài ra phần Hour có một khu vực để kiến có thể bỏ rác vào đó. Bởi vì phần Mesh sử dụng đất nên đàn kiến có thể tự do đào hàng mà chúng thích. Nó cũng hạn chế khả năng quan sát đàn kiến. Thế nhưng mình vẫn ưu tiên việc tạo ra môi trường tốt cho đàn kiến hơn. Để có thể cấp ấm cho Nest, mình đã thiết kế một vài lỗ tiếp nước và một khay chứa nước ở vị trí trung tâm. Các bạn có thể mở các nắp tre ra để bơm nước vào. Sau khoảng một tháng thử nghiệm thì mình thấy các đàn kiến nuôi ở thành kiến này có sức khỏe khá tốt. Mình đã có một vài cải tiến nhỏ cho thành kiến. Phần Nest mình đã chia ra nhiều ngăn. Ngăn thứ nhất mình sẽ dùng để nuôi Springtail. Các ngăn còn lại sẽ chứa hỗn hợp đất và xơ dừa. Ngăn trung tâm sẽ là nơi ấm nhất và có hai lỗ tiếp nước. Ngăn bên trái sẽ có cổng để đi ra Hour. Mình hy vọng những cải tiến này sẽ giúp mình nuôi kiến hiệu quả hơn. Các bạn hãy cùng mình theo dõi sự phát triển của các đàn kiến nhé. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn.